Hello, hello. Uh, xin chào các bạn đã quay trở lại với another video uh, và cái chủ đề của video của chúng ta ngày hôm nay đó là liên quan đến Sentence Completion, cái dạng câu hoàn thành câu hỏi, à hoàn thành câu ở trong phần IELTS Reading. Thì đây là một trong những dạng bài dễ nhất trong phần IELTS Reading uh, và đó là lý do vì sao chúng ta start, uh, chúng ta sẽ bắt đầu với dạng này đầu tiên và xin tự giới thiệu mình là duy trịnh, mình là một IELTS tutor. À, mình có một công việc chính uh, là làm trong ngành công nghệ thông tin, tuy nhiên là mình cũng có một niềm đam mê bất tận với ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng và đặc biệt là IELTS nữa. Uh, mình cũng đã từng thi IELTS rồi uh, và mình hiểu được cái những khó khăn của các bạn khi mà các bạn tiếp cận với IELTS reading trong khi IELTS reading nó là một trong những kỹ năng mà dễ ăn điểm nhất đối với các thí sinh người Việt. Cho nên là mình đã tạo nên những video này, um, những cái lecture này để giúp cho các bạn có thể dễ dàng À, xử lý những cái dạng câu hỏi ở trong IELTS Reading để các bạn đỡ phải tốn thời gian học Reading và các bạn có thể dành thời gian cho những cái dạng khác. Alright, à, như thế là đã đủ cho phần giới thiệu về bản thân của mình rồi và hôm nay chúng ta sẽ đi à, xử lý dạng Sentence Completion. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua một số những cái mục chính của cái presentation ngày hôm nay. Thì đối với bài presentation ngày hôm nay về dạng à, Sentence Completion thì chúng ta sẽ đi qua à, các điểm chính như sau. À, cái mục đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu what is sentence completion và what is that you thì trong phần cái phần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái khái niệm về sentence completion nó là gì à, các bạn sẽ phải hiểu cái dạng này nó là gì và đồng thời các bạn cũng biết là khi mà chúng ta đi thi thì chúng ta cần phải biết um, uh, examiner họ đang muốn kiểm tra chúng ta về cái khả năng nào để chúng ta có thể handle cái cái dạng bài đó tốt hơn thế thì trong phần một này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về what is that you uh, cái bài dạng sentence completion nó kiểm tra chúng ta về cái khả năng gì ở trong tiếng Anh academic. À, đối với phần số 2 thì là cái phần chính của chúng ta how to handle with sentence completion, completion how to handle thôi nha, không có đi với with, à, không hiểu sao mình có thừa ở đây nữa. We don't have with over here, alright? All thì um, trong phần thứ hai này chúng ta sẽ cùng đi uh, đi qua một số những cái bước mà mình nghĩ là những cái bước này là những cái bước hợp lý mà các bạn nên theo để mà có thể uh, xử lý được cái dạng sentence completion hoàn thành câu ở trong câu hỏi trong bài uh, IELTS reading của chúng ta đối với thứ ba thì là một cái phần demonstration nho nhỏ thì ở phần này thì mình sẽ đưa ra các bạn một vài những cái câu ví dụ về dạng sentence completion và mình sẽ giúp các bạn uh, dựa vào những cái kiến thức chúng ta đã học được ở phần 2 để chúng ta có thể hoàn thành những câu sentence completion này đó để cho các bạn mừng tự được thật ra cái cách là làm IELTS Reading thật ra nó cũng không quá, quá là khó. Và phần số 4 là phần số 5 đó là phần practice 1 and practice 2. Chúng ta sẽ có thêm hai phần practice nữa. À, và hai phần practice này sẽ được lấy từ những tài liệu chính thống do Cambridge ra để cho các bạn có thể dễ dàng tiếp cận được với cái nguồn tài liệu chính thống của Cambridge. Alright, vậy chúng ta sẽ có tất cả là 5 phần từ phần 1 tới phần 5. Uh, cho bài presentation của chúng ta ngày hôm nay và hãy bắt đầu luôn với phần đầu tiên. Let's get started. Phần đầu tiên là What is sentence completion and what is tag you? Ok thì rất là đơn giản thôi. Uh, thì chúng ta có uh, đây không phải là gap filling nha mình gõ nhầm đó. Uh, đối với sentence completion ấy thì uh, nó được xem là một trong những dạng câu hỏi dễ nhất ở trong bài thi IELTS reading. Nhá nhá nó là được xem là một trong những dạng dễ nhất. Uh, trong bài thi IELTS reading thì như mình cũng đã mention với các bạn thì uh, thật ra uh, IELTS reading nó là một trong bốn kỹ năng của IELTS và nó được xem là kỹ năng dễ nhất đặc biệt là đối với người Việt và sentence completion này thì nó lại là kỹ năng dễ nhất nó lại là dạng câu hỏi dễ nhất trong phần IELTS reading uh, chúng ta đang tiếp cận À, với IELTS Reading theo cái kiểu đó là chúng ta làm những cái phần dễ trước và những cái phần khó thì chúng ta sẽ để sau được chưa? Vì vậy, vậy đấy, là, đấy, là lý do vì sao mà chúng ta hôm nay chúng ta ngồi đây và tìm hiểu về dạng sentence completion. Ok, thế thì phần tiếp theo chúng ta cần phải chú ý đó là cái phần cái kỹ năng nào mà mà sentence completion nó kiểm tra chúng ta. Thì đối với dạng hoàn thành câu hỏi, hoàn thành câu ở trong dạng IELTS Reading ấy thì sentence completion nó sẽ kiểm tra cái khả năng của chúng ta chú ý vào những cái chi tiết, chú ý focus on details chứ không phải là những cái ý nghĩa chung của một đoạn hay là một vài dòng, được chưa? Nếu các bạn làm IELTS reading nếu các bạn nào mà làm rồi thì các bạn cũng sẽ biết là chúng ta có sẽ có những cái dạng uh, chủ yếu nó focus vào cái ngữ nghĩa chung của một đoạn, ví dụ như là uh, ví dụ như là heading matching, dạng nối, dạng nối tiêu đề của một đoạn văn với đoạn văn thích hợp. Thực ra ra nghe thì nó rất là nguy hiểm nhưng mà thật ra Madden hatching nó đơn thuần nó là nó kiểm tra cái khả năng của chúng ta trong cái việc chúng ta hiểu cái cấu trúc cũng như là hiểu cái ý nghĩa của toàn bộ đoạn văn chứ không phải là hiểu chi tiết thì ngược lại đối với dạng sense and condition là dạng uh, um, sense and condition là dạng điền vào chỗ trống trong một câu ấy thì nó lại là yêu cầu chúng ta tập trung vào cái details là những cái chi tiết và những chi tiết ở đây là gì? chi tiết ở đây chính là một từ hoặc là một hoặc hai từ hoặc cùng lắm là ba từ trong phần trong một đoạn văn đó đó là những cái điều mà uh, cái dạng Sensor completion nó sẽ kiểm tra chúng ta thì ở đây để mình show cho các bạn một cái ví dụ của dạng Sensor completion đây chúng ta có ví dụ của dạng Sensor completion ở đây ở đây chúng ta có một đoạn văn nè đoạn văn nè và ở đây chúng ta có hai câu hỏi ở trong IELTS và đây chính là dạng Sensor completion đúng như cái tên của nó người ta cho ra một cái câu và người ta bốc đi một cái từ ở trong câu đấy người ta yêu cầu chúng ta là phải đọc cái đoạn văn để tìm ra cái từ đấy và điền vào chỗ trống này. Đúng không? Đó đó chính là cái phần yêu cầu của sentence completion. Đây chính là những nơi mà mình cần phải điền cái từ chúng ta cần điền vào. Và các bạn phải nhớ là chúng ta phải tìm được từ ở trong đoạn văn để điền vào chứ đừng tự nghĩ ra từ để điền vào như thế là sai. Tất cả mọi thứ chúng ta cần dựa vào đấy chính là cái đoạn văn hoặc là cái cái bài đọc mà giám khảo người ta đưa ra cho chúng ta. Alright, thế thì hy vọng là các bạn đã hình dung được sentence completion nó ra dạng như thế nào Rất dễ đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chúng ta Đó là how to deal with sentence completion questions Không phải là uh, gap filling nha Sentence completion Nhầm hoài Ok, thế thì Uh, theo kinh nghiệm làm bài của mình thì chúng ta sẽ có tất cả bốn bước, thường thường sẽ có 3 hoặc là bốn bước cho tất cả các dạng bài, cho tất cả các dạng câu hỏi ở trong phần IELTS Reading. Thì chung quy lại thì nó cũng sẽ trải qua các bước như sau: thứ nhất là chúng ta cần phải đọc hiểu này, đọc hiểu câu hỏi này. Thứ hai chúng ta sẽ cần phải gạch chân được từ khóa và cuối cùng bước thứ ba đó là bước đọc đó đó đơn thuần nó chỉ là ba bước ở trong phần IELTS reading mà thôi chứ không có gì phức tạp hết tuy nhiên là ở đây mình có bổ sung thêm một vài chi tiết để giúp các bạn có thể nắm vững hơn cái cách làm bài trong IELTS reading nói chung và trong phần sentence completion nói riêng thế thì các bước đó là các bước nào thì đầu tiên chúng ta có bước đầu tiên đó là understand the whole sentence carefully and know the part of speech you looking for đúng không chúng ta cần phải hiểu được cái toàn bộ cái câu hỏi của chúng ta một cách cẩn thận các bạn biết vì sao chúng ta cần phải hiểu được các câu hỏi của chúng ta một cách cẩn thận không tại vì là ngày xưa chúng ta chỉ có một dạng thi ielts đó là dạng thi ở trên giấy đối với phần reading và nếu các bạn không hiểu được câu hỏi một cách cẩn thận thì nó dẫn đến cái trường hợp đó là các bạn quên ý nghĩa của cái câu hỏi các bạn quên cái câu hỏi người ta đang hỏi gì và dẫn đến cái việc đó là các bạn phải lật qua lật lại lật qua lật lại nó tốn rất nhiều thời gian cho nên là thay vì chúng ta phải lật, lật qua lật lại thì một lời khuyên được đưa ra cho các bạn đó là chúng ta hãy cố gắng hiểu toàn bộ cái câu hỏi ngay từ cái bước đầu tiên nha hiểu toàn bộ câu hỏi ngay từ cái bước đầu tiên và tiếp theo đó là know the part of speech you look for được chưa the part of speech part of speech nó là từ loại từ loại đây nhá để mình gõ đây, đây từ loại ví dụ như là danh từ này động từ này hoặc là tính từ này trạng từ này vân vân thì người ta gọi đó là từ loại thì bản thân chúng ta khi mà chúng ta tìm một từ ấy thì rất là cần thiết và cực kỳ là quan trọng để chúng ta để chúng ta có thể hiểu được chúng ta biết được cái dạng từ mà chúng ta cần tìm là gì tại vì cái dạng từ chúng ta cần tìm nó lại liên quan mật thiết tới ngữ pháp đúng không ừ, cái từ mà chúng ta điền vào trong cái câu ấy nó bắt buộc phải thỏa mãn những cái tiêu chí về ngữ pháp của cái câu đấy nếu các bạn không biết được cái loại từ thì các bạn ví dụ cái câu đấy nó đang yêu cầu điền một tính từ chẳng hạn nó đang yêu cầu chúng ta tìm một tính từ để điền vào chỗ trống đấy nhưng bản thân các bạn lại tìm ra một động từ và các bạn không biết cái dạng từ của nó các bạn điền cái động từ đấy vào vậy thì khi giám khảo người ta đọc người ta thấy cái câu đấy người ta thấy bạn điền từ đấy nó sai về mặt ngữ pháp mà sai về mặt ngữ pháp thì có nghĩa là đáp án đấy là đáp án sai cái đáp án mà các bạn điền vào cái câu cái chỗ trống của chúng ta nó phải đảm bảo về mặt ngữ pháp của cái câu đấy có nghĩa là cái từ đấy nó giáp vào cái câu đấy thì toàn bộ cái câu đấy là một câu đúng về mặt ngữ pháp chưa xét tới ngữ nghĩa nhé ngữ nghĩa thì có thể tính sau nhưng ngữ pháp phải đúng đầu tiên đã alright bước thứ hai của chúng ta là một bước cũng cực kỳ quan trọng đó là chúng ta cần phải find keywords và pay attention to the number of words you need đầu tiên là cái bước File keywords. File keywords là gì? Keywords là những cái từ cực kỳ quan trọng ở một cái câu. Thế thì quan trọng như thế nào thì chúng ta khi mà chúng ta đi vào cái phần demo của cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ thấy nó quan trọng. Keywords là những cái từ người ta, chúng ta dùng để chúng ta định vị cái thông tin uh, chúng ta cần đọc ở đâu, đúng không? Ví dụ nhé mình ví dụ cái bài đọc này. Bài đọc này nó là một cái bài đọc khá là ngắn, chúng ta chỉ có bốn đoạn văn. Nhưng mà khi mà chúng ta đi thi thật thì nó là một cái bài đọc cực kỳ dài trên một nghìn từ thế thì đối với một chỉ chúng ta chỉ có một câu hỏi chúng ta chỉ có một câu hỏi và trong đấy chúng ta cái thông tin nó chưa rất là ít thế thì chúng ta không thể nào đọc từ trên xuống dưới để mà có thể tìm được ra câu trả lời được bởi vì chúng ta không có thời gian chúng ta chỉ có tất cả là 60 phút cho 40 câu hỏi đúng không nhỉ Đúng rồi chúng ta có tất cả 60 phút cho 40 câu hỏi vậy trung bình là chúng ta sẽ có một phút rưỡi cho mỗi một câu hỏi thế thì cái việc chúng ta cần làm đó là chúng ta cần tìm cái thông tin chúng ta cần đọc nó nằm ở đâu trong bài một cách cực kỳ nhanh chóng thì cái bước tìm keywords ở đây nó giúp chúng ta ở cái bước đó chúng ta tìm keywords là tìm từ khóa với mục đích đó là xác định được cái thông tin cần đọc nó nằm ở đâu. Đấy là lý do vì sao mình luôn nói với những cái bạn 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 mà mình tutor là những cái bạn học sinh hoặc là những các bạn sinh viên mà mình tutor ấy. đấy là cái việc chúng ta xác định keywords ấy nó không cần phải đúng và sát sao 100%. À, có rất nhiều bạn chúng ta tiếp xúc với IELTS Reading và chúng ta cố gắng à, tìm ra một cái công thức để mà chúng ta tìm được cái keywords một cách chính xác nhất. Nhưng thật ra chúng ta không có một công thức nào để tìm các keywords một cách chính xác. Chúng ta cứ tìm và miễn là cái từ khóa đấy nó giúp chúng ta định vị được thông tin ở trong bài đọc thì từ khóa đấy nó là từ khóa chính xác. Được chưa? Chúng ta không có công thức nào hết Và làm sao để chúng ta có thể biết được cái từ khóa nào Mà chúng ta nên gạch chân và nên chú ý Thì chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ biết và các bạn nên xem những cái video của mình nhiều hơn, tại vì cái cách tìm từ khóa của mình mình nghĩ nó rất là rõ ràng để cho những bạn mới bắt đầu các bạn có thể theo dõi, cho nên là các bạn hãy cố gắng xem nhiều hơn nhé. Và cái phần thứ hai của cái bước thứ hai của chúng ta đó là pay attention to the number of words you need. Chúng ta cần phải chú ý vào cái số lượng từ mà chúng ta cần phải điền vào. Ví dụ như là ở đây, ở đây người ta nói là choose no more than two words an or a number. Chúng ta hãy chọn uh, không nhiều hơn hai từ hoặc là một số đi kèm, đúng không? Có nghĩa là tổng tối đa là 3 trong trường hợp đó là hai từ và một số đi kèm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta điền là lên 4 từ chẳng hạn, chúng ta thấy hay hay chúng ta đọc chúng ta thấy hay hay quá chúng ta điền vào đây 4 từ. Vậy rõ ràng là chúng ta đang không thỏa mãn nhu cầu của đề bài. Cho nên là chúng ta cần phải đọc kỹ cái số lượng từ người ta yêu cầu. À, sau đấy mới bắt đầu đi tìm cái thông tin cần đọc nó nằm ở đâu được chưa vậy cái bước thứ hai này của chúng ta đó là bước tìm từ khóa tìm từ khóa để làm gì tìm từ khóa để dùng từ khóa này xác định được những cái thông tin chúng ta cần đọc nó nằm ở đâu trong bài một cách nhanh nhất và phải chú ý vào cái số lượng từ chúng ta cần điền được chưa tới bước thứ ba của chúng ta thì ở đây bước thứ ba chúng ta đã có keywords từ bước thứ hai rồi thì ở bước thứ ba chúng ta sẽ dùng những keywords này nè để chúng ta locate locate có nghĩa là chúng ta định vị định vị the part of the written passage that need to read chúng ta định vị được cái phần bài đọc nào ở trong cái cái phần nào ở trong cái bài đọc chúng ta cần đọc và cuối cùng là bước quan trọng nhất đây là bước quan trọng nhất này mình chấm chắc với các bạn luôn đây là bước quan trọng nhất đó là read carefully at normal pace and try to find the answer hãy đọc một cách kỹ càng đọc một cách kỹ càng ở cái tốc độ bình thường đừng cố gắng đọc nhanh làm gì đọc nhanh thì chúng ta sẽ có nguy cơ là chúng ta sẽ bị miss cái ý của cái người ra đề hoặc là chúng ta bị dính vào những cái bẫy mà họ đưa ra để họ đánh lừa chúng ta đúng không Thế thì chúng ta hãy đọc ở những cái tốc độ bình thường thôi cái bước các bạn cần làm nhanh đó là cái bước 1 2 3 bước thứ tư là cái bước chúng ta cần phải đọc kỹ đọc bình thường và cố gắng để tìm ra câu trả lời tại sao ở đây mình đặt là try to là cố gắng để tìm ra câu trả lời tại vì thật ra ấy, có những câu nó rất là khó và có những câu nó rất là dễ Đối với những câu rất là khó, có khi chúng ta sẽ không tìm ra được, cho nên là chúng ta cần phải cố thôi, đừng có cố quá đúng không? Chúng chỉ cần cố là được thôi, chúng ta không cần phải cố đấm ăn su làm gì. Bởi vì uh, chúng ta có tất cả là 40 câu hỏi mà câu nào cũng bằng điểm nhau. Các bạn cứ tập trung vào những câu khó quá thì những câu dễ các bạn sẽ bị miss mất. Vậy là chúng ta bị mất điểm một cách rất là vô lý rồi đúng không? Đó đó là một trong những tips, một trong những cái chiến thuật làm bài mà chúng ta cần phải xây dựng dần dần thông qua cái quá trình chúng ta luyện tập cho cái phần IELTS reading này. Alright, thế thì chúng ta sẽ có tất cả là bốn bước nhé, bốn bước là đối với cái dạng sentence Condition này. Alright, thế thì chúng ta đã có uh, đi qua hai phần đó là cái phần uh, uh, phần lý thuyết về sentence Condition là gì này, uh, nó kiểm tra chúng ta về cái khả năng gì này, được chưa? Và chúng ta cũng đã đi qua những cái bước để mà chúng ta có thể xử lý dạng bài này này. Và hy vọng là các bạn có thể nắm bắt được những cái ý mà mình truyền tải và nếu mà các bạn chưa nắm bắt được thì các bạn hãy cố gắng xem kỹ lại một chút nhé và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới phần thứ ba đó là phần demonstration là phần quan trọng nhất phần mà mình sẽ um, đưa ra một vài ví dụ và sử dụng những kiến thức mà mình đã truyền đạt cho các bạn để chúng ta có thể hoàn thành một vài những cái câu ví dụ liên quan tới dạng sentence Condition này alright